Tiếng rao hàng, tiếng cười nói xôn xao của dòng người chen chúc, tất cả như hòa quyện cùng nhau tạo nên bầu không khí náo nhiệt tấp nập tại phiên chợ ngày cuối năm ở thành phố Tân An, một trong những địa phương có chợ Tết sôi động nhất của tỉnh Long An. Ngay từ sáng sớm, không khí mua bán tại các chợ trên địa bàn thành phố Tân An đều rất nhộn nhịp. Tại chợ Tân An, dù đã sáng 30 Tết, nhưng nhiều mặt hàng vẫn còn đầy ắp. Các chủ sạp liên tục bổ sung hàng hóa để người dân dễ dàng lựa chọn. Theo ghi nhận, thì giá các loại thực phẩm tại phiên chợ ngày cuối năm tăng từ 10 đến 20% so với ngày thường. Cứ hết được kêu người ta có dựa nó lo sẵn. Còn thứ tiểu thương mình nhỏ nhỏ này mình bán là cứ điện là có. Giá cả chắc nhất lên cỡ 5.000. Ví dụ vậy. Ví dụ lúc trước con mua là dưa 10.000, nay 15.000. Còn tại chợ phường 2, dòng người cứ chen chúc nhau mua sắm Tết, chủ yếu là các mặt hàng hoa tươi, trái cây, rau củ, xôi chè, thực phẩm tươi sống. Ai nấy đều tranh thủ mua sắm ngày cuối năm để nhanh chóng trở về sum họp đón Tết đầm ấm cùng gia đình. Thịt kho, ổ qua, đồ gì là xong hết rồi. Và chiều nay là trưa nay là cúng thôi. Còn giờ tranh thủ đi mua thêm bình bông. Mặc dù là chen chúc đông đúc nhưng mà rất là thích đi chợ Tết, rất là vui. Đặc biệt là sáng 30 Tết đó, rất là đông vui. Thưa quý vị, việc đi chợ Tết ngày cuối cùng của năm đã là một văn hóa truyền thống của người Việt ta bao đời nay. Phiên chợ không chỉ mang đến không khí Tết náo nhiệt mà còn là nơi lưu giữ những ký ức đẹp đẽ về một năm đã qua.